Để mở đầu cho cái tập truyện ngày hôm nay, Duy sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện được gửi lại từ một bạn nữ. Bạn nữ này á thì sống tại một cái tỉnh ở miền Tây, bạn xin giấu cái nơi bạn sinh sống. Và câu chuyện nó xảy ra từ cái hồi mà cha mẹ của bạn mới cưới nhau á. Hiện tại thì bạn cũng được hai mấy tuổi rồi, câu chuyện xảy ra được hai mấy năm. Bạn nói hồi đó đó, khi mà cha mẹ của bạn mới cưới nhau, mẹ theo cha về nhà chồng. Ở trong cái xóm nhà của cha bạn thời điểm đó đó, thì người dân người ta sinh sống cũng nhiều lắm rồi, cũng đông đúc dữ lắm. Trong cái xóm nhà này có một cái bà đàn bà đó, bà chuyên hành nghề coi bói giùm cho người ta. Bà coi hay lắm nha, chứ không phải là giả quỷ giả ma gì hết trơn á. Cái bà này bà coi á là bà có khả năng thiệt, kiểu như bà được bề trên chấm á, rồi cứ hễ ai ngồi đối diện với mặt của bà sẽ có thánh thần hay là vong gì đó, người ta sẽ đứng kế bên lỗ tai của bà để mà mách bảo cho bà nghe rằng ừ, cái người này á họ sẽ bị dày bị dày, sắp tới sẽ như thế nào. Bà coi được tuốt lút hết à. Thấy hay quá đi. Mà trong khi cha mẹ của bạn á cũng là những cái người rất là mê coi bói, cho nên thấy là cái bà này bà chung sống với mình, bởi vậy rất là thường xuyên qua nhà của bà để mà coi bói. Cái bà đó tên là bà Tư Liên. Do là thấy cũng chung sống với nhau, rồi vợ chồng mình cũng mê coi bói, thành ra cứ hễ mà sắp sửa xảy ra cái chuyện gì, bàn tính cái chuyện trong nhà trong cửa gì đó, thì chắc chắn là phải qua nhà của bà Tư Liên để coi bói một cái rồi đó. Rồi cứ tới lui hoài vậy, bà cũng thân với lại cha mẹ của bạn luôn. Trong khi bà cũng là một cái người phụ nữ trung niên, đã có con cái khá là lớn rồi đó nha, có chồng luôn rồi. Còn cha mẹ của bạn thì mới chỉ là một cái cặp vợ chồng son thôi, mẹ đang mang thai bạn ở trong bụng á. Rồi cái không biết trời xui đất khiến làm sao, mỗi lần mẹ của bạn qua bển để mà coi bói đó, thì mẹ sẽ dẫn cha của bạn theo. Tại vì cha của bạn cũng mê coi nữa mà. Qua bên đó cái hình như là bà để ý cha của bạn rồi hay sao đó, bà thích, bà nói chuyện này nọ ngon ngọt với cha của bạn. Nhưng mà thời điểm đó mẹ của bạn đâu có biết đâu. Mà bạn nói nghe ông bà nội kể lại, hồi đó cha của bạn dẻo miệng lắm, ổng được cái là ổng nói chuyện nghe trăng qua bay bướm dữ lắm. Bởi vậy đàn bà con gái nghe là mê mệt liền. Trong số đó có cái bà Tư Liên coi bói này, bà mê cha của bạn rồi, cho nên bà cứ cưa cẩm qua lại hoài vậy nè. Cứ hễ mỗi lần mà để ý không có mẹ của bạn ở đó đó ha, thì bắt đầu bà sẽ xuồng xả, bà làm những cái hành động thể hiện rằng ừ, tôi thích anh rồi đó. Và có vẻ như là thời điểm đầu cha của bạn cũng đã ngã ngửa với bà, bởi vậy là cũng có qua lại với bà vài lần. Tuy nhiên thức tỉnh hay sao đó, thấy vợ của mình còn bụng mang dạ chữa ở nhà, đang mang thai cái giọt máu của mình trong bụng, mà không lẽ mình cứ tiếp tục nói chuyện ngon ngọt với bà hoài sao? Thôi đừng có dây dưa với bà nữa, mình về với vợ mình đi. Chính vì cái lý do đó mà bà mới ghét vợ chồng cha mẹ của bạn. Bà ếm bùa hai người luôn, nhưng hên cha của bạn phước lớn mạng lớn hay sao đó, mà cái bùa nó không có vô người cha của bạn, đa phần vô dính ngay chăn mẹ của bạn không à. Tại vì mẹ của bạn là một cái người rất là yếu bóng vía. Quay trở lại câu chuyện của mẹ bạn, cái thời điểm đầu khi mà mẹ mới đậu thai đó thì mẹ bình thường mạnh sân sẩn à, đàn bà con gái mới vừa chớm nở mà, đâu có cái gì đâu. Nhưng khi mà cái bụng bự bự lên miếng rồi đó nha, đội bụng rồi đó, thì mẹ có những cái dấu hiệu, những cái căn bệnh rất là lạ, điển hình như là thường xuyên đau lưng, nhức mỏi vai gáy, giống như là có ai dùng cái cây búa bổ thẳng vô cái lưng của mẹ bạn vậy đó. Mà mẹ bạn đâu phải là già lớn tuổi gì đâu mà bị thoái hóa cột sống, thời điểm đó thì cũng đâu có đi khám bệnh khám quản gì đâu, cứ để hoài vậy đó. Rồi cái cho tới một ngày, bữa hôm đó thì hai vợ chồng đi ra ngoài đường, hình như về nhà ngoại của bạn hay sao đó, mới ghé ngang một cái chòi của cái bà đó, kiểu như là cái chòi của người ta cất kế bên một cái vườn trồng dưa hấu đó. Tới mùa rồi dưa hấu nó chín nhiều quá, cái bà treo cái bảng bà bán dưa hấu luôn. Thấy ngon quá đi, thì hai vợ chồng mới tấp vô mua đại trái dưa hấu bưng về bển để mà ăn. Mới vừa xuống chuẩn bị hái trái dưa hấu lên thôi, cầm trái dưa hấu lên tay vậy nè, thì cái bà bán dưa hấu á, bà nói đâu hai vợ chồng của bay xẻ trái dưa hấu ra tao coi thử, coi tao nói cho nghe cái này. Xẻ đôi trái dưa hấu ra cái rẹt vậy nè, bà nhìn xuống thì bà mới nói thẳng vô mặt của cha bạn luôn. Bà nói con vợ của con á, nó đang có bầu đúng không? Nếu như mà chuyến này nó đẻ ra con gái thì vợ con nó sẽ chết, còn nếu như mà nó đẻ con trai, cái người chết là con chứ không phải là vợ con đâu nha. Hỏi nguyên nhân làm sao thì cái bà đó bà không biết, bà chỉ biết được tới đó thôi. Rồi cái hai vợ chồng cũng tính tiền, trả tiền trái dưa hấu đi về. Thiệt ra không phải là không tin, nhưng mà cái chuyện này nó cũng hơi quan đường quá đi. Rồi cái cũng không có nghĩ là cái chuyện quan trọng nữa, thôi kệ, mình đẻ con trai hay gái gì cũng được, thôi mọi chuyện nó cũng qua đi luôn. Tới cái ngày mà mẹ bạn cái bụng bự rồi đó, chuyển dạ rồi thì mới chuẩn bị sanh bạn. Nhưng khi mà sanh á, rất là khó sanh, tại vì hình như là không có đủ cái độ nở ra hay sao đó, em bé không có lọt lòng ra được, cho nên sanh rất là khó, cuối cùng là phải mổ bắt bạn ra. Mà mọi người nghĩ đi, trước đó sức khỏe của mẹ bạn đã rất yếu rồi, không biết nguyên nhân tại sao tự nhiên lại xuất hiện bệnh nữa. Bây giờ cái mổ nó đau đớn mà nó hành hạ sức khỏe của mẹ rất là nhiều luôn. Đẻ bạn ra, bạn bú sữa mẹ được chừng không tới 1 tháng nữa, thì khi đó mẹ của bạn lại tiếp tục phát ra những căn bệnh nặng hơn. Thành ra mẹ bạn đâu có thể nào cho bạn bú sữa nữa được. Bà nội đó phải pha sữa bình, sữa bột cho bạn uống. Bà nội kể cứ hễ mỗi lần mẹ của bạn lên cơn bệnh thì cái dấu hiệu đầu tiên chính là cái bụng của mẹ bạn nó phình ra. Cái bụng người bình thường mình bằng phẳng vậy đúng không? Bệnh đau lên cái là phì 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 ra, giống như trong đó nó ọc ạch toàn là nước với hơi không vậy đó. Ở ngoài da đó thì nó có những cái vết bong bóng nước vậy nè, nhìn y chang như là cái người bị HIVS mà giai đoạn cuối vậy đó, ghê dữ lắm luôn. Ai cũng đồn mẹ của bạn nhỏ này bổ nó bị sida hay gì vậy, nhưng mà thiệt ra đâu có phải đâu.
Rồi bà nội với ông nội cũng tức tốc chở mẹ của bạn đi nhà thương, hết chỗ này tới chỗ kia, thậm chí là đi kiếm thầy bà luôn. Nhưng mà không có ai giải được hết trơn á. Thời điểm đó là coi như vô phương rồi. Rồi thì cứ đi khám chỗ này chỗ kia không được, biết sao giờ, cứ để nhà nằm lay lất ở đó. Nói chung á, lâu lâu bạn thèm vú mẹ thì bạn cũng có thể bú được, nhưng mà đa số bạn bú bình là nhiều. Cái thời gian chính chỉ là để cho mẹ bạn nằm nghỉ ngơi thôi, tại vì mẹ bạn đã quá yếu rồi, ở nhà cũng đau lòng dữ lắm mà không biết phải tìm cách nào hết trơn á. Tầm khoảng nửa tháng sau thôi, tự nhiên ngủ đêm sáng ngày thức dậy cái mẹ bạn đi lọ mọ gì nè, con mắt vẫn mở nha, nhưng mà đi đụng hết chỗ này tới chỗ kia. Nó ủa má, má sao mà con mắt con tối hù à, con không thấy được cái gì hết trơn á, bộ con đuôi con mù hả má? Bà nội cũng ra đứng dở bàn tay nè, thì đúng thiệt, hình như mẹ của bạn đã bị mù rồi, không còn thấy được ánh sáng mặt trời nữa. Sau cái sự việc đó đã đau lòng rồi, bây giờ còn đau lòng hơn nữa. Bà nội thấy giờ nó cũng mù đuôi rồi, đâu có thể nào có khả năng mà nhìn coi sóc con cái của nó nữa. Thôi thì bây giờ đưa cho một cái bà dì ruột của bạn nuôi bạn đỡ đi, chừng nào lớn lớn đó thì thảy qua đưa cho bà nội nuôi, tại vì thời điểm đó bà nội của bạn cũng có nhiều đứa cháu phải nuôi dữ lắm. Và thế là trong khoảng thời gian đó mẹ của bạn chỉ lẩn quẩn ở nhà chống chọi với lại những căn bệnh này thôi hà, tại vì tìm chỗ này chỗ kia đâu có ai mà trị được đâu. Chính vì cứ nằm lay lất ở nhà hoài, ăn uống thì không được, đi tới lui thì cũng khó khăn nữa. Chắc tầm khoảng tháng sau mẹ của bạn yếu từ 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 rồi, cái nằm trong nhà là cái tắt thở luôn vậy đó hà. Vậy đó mà trong cái ngày đám ma của mẹ bạn lại xảy ra chuyện động trời nữa. Ngay sau cái lúc mà mẹ của bạn vừa tắt thở đó nha, thì mọi người cũng kiểm tra nói sao mà mẹ của bạn không có bị lạnh gì hết trơn á, tay chân vẫn còn mềm mại bình thường, cho nên là ở nhà mới để nằm ở đó hoài. Thứ nhất á là đợi người thân về đông đủ nhìn mặt của mẹ bạn lần cuối. Thứ hai á là trông mong một cái điều rằng hy vọng có cái kỳ tích xuất hiện, rằng muốn là mẹ bạn tỉnh dậy, chứ mẹ bạn chưa cứng đơ gì hết trơn á, cứ để nằm đó hoài, nằm hoài luôn, nằm một ngày một đêm chưa có thấy có dấu hiệu gì cứng hết. Tự nhiên cái cho tới cái đêm đó mẹ của bạn bật ngồi dậy, trong cái sự ngỡ ngàng của tất cả bà con chòm xóm vậy nè, mọi người thử nghĩ đi, ai mà không sợ, người ta tán lạng ra ta bỏ chạy hết trơn, chỉ duy nhất có bà nội với lại cô út của bạn là còn gán bám trụ lại trong cái nhà này thôi hà. Lúc đó có thể ai cũng nghĩ đây là cái chuyện quỷ nhập tràng rồi, chứ đâu có nghĩ tự nhiên người chết cây sống lại bình thường đâu. Mặc dù bà nội cũng rất là sợ nha, nhưng bà nội cũng ráng bình tĩnh đi lại gần giờ thì đúng thiệt, trên cái lỗ mũi của mẹ bạn còn hơi thở. Mẹ mới lồm cồm ngồi dậy nè, mẹ hỏi má, út chị còn sống mà, chị đâu có chết đâu, con đâu chết đâu má, con còn sống mà má. Ủa má ơi, mà sao người ta tới nhà mình đông dữ hả, có cái hòm trong nhà nữa kìa, bộ làm đám ma của con hả? Con không có chết, trời ơi xuống đó con vui lắm á. Tại vì má biết làm sao không, ở dưới á người ta không có đi xe đạp như trên mình đâu, người ta đi ngựa không hả, cái tấm thớt nè, cái ghế ngồi nó cũng khác với trên mình nữa, nó bự lắm, không phải như là trên mình xài đâu. Nghe thì cũng tò mò, bởi vậy bà nội với cô út á mới hỏi tới tới quá trời luôn, hỏi kiểu như là ở dưới á có cái gì rồi ai dẫn mày đi vậy đó. Nhưng mà mẹ trả lời không có được, mẹ bạn nói cái này con nói không được đâu, con nói ra là con bị thụt lưỡi á, con câm luôn á. Nhưng mà thôi thôi, bây giờ mọi chuyện không còn quan trọng nữa, cái quan trọng là mẹ của bạn đã tỉnh dậy rồi nè, kêu mọi người vô đây phụ tiếp coi. Thì đúng thiệt, khi mà người lớn ta vô ta xác nhận mẹ của bạn đã tỉnh dậy rồi, chứ không phải là hồi dương bình thường tỉnh dậy một hai tiếng rồi chết nữa đâu, không phải, mẹ bạn tỉnh dậy luôn vậy đó hà. Tuy nhiên tỉnh dậy rồi thì mẹ bạn khá là yếu, yếu còn hơn là hồi lúc chưa chết nữa. Đồng thời lúc đó những cái biểu hiện trên da của mẹ bạn đó nó bộc phát ra còn nhiều hơn, nó lở ra, nó nổi bóng nước ha, trời thấy ghê dữ lắm luôn kìa. Do đó khi mẹ bạn tỉnh dậy rồi ở nhà vừa mừng vậy đó chứ lo dữ lắm. Rồi thì sau khi mẹ bạn tỉnh dậy thì cũng coi như là dẹp cái đám ma này đi, mẹ cũng sống bình thường thôi, chỉ có điều là hơi yếu yếu thôi hà. Đó thì cũng đi vòng vòng quanh quẩn trong nhà thôi. Một hai bữa sau đó, cái bà Tư Liên là cái bà thầy bói, hình như là bà chột dạ trong bụng bà rồi, tại vì dù sao bà cũng là người trong làng trong xóm mà, cái chuyện mà mẹ của bạn bị bệnh, mẹ của bạn chết á, thì không lẽ bà không biết. Bà thừa biết rằng cái dấu hiệu này nè chính là do cái loại bùa loại ngải mà bà đã tự luyện ra, bà hại mẹ của bạn, tại vì trước đó bà ghét cha mẹ của bạn mà. Đó thì sau khi bà thấy mẹ của bạn chịu những cái dấu hiệu quá đau đớn, bây giờ chết luôn rồi đó, thì có thể bà sợ, bà sợ là mẹ bạn hứng chịu nặng quá, thành ra cái nghiệp của bà phải chịu chắc chắn sẽ phải nặng, cho nên bà muốn gỡ gạt lại phần nào cái nghiệp quả của bà đó. Bởi vậy là qua cái bữa sau, bà mới qua tới nhà của bà nội bạn á. Bà nói thím Sáu ơi, thím Sáu, dù sao á tôi cũng làm thầy nè, giờ thím Sáu nghe lời của tôi, con thấy bây giờ Huệ con dâu của thím Sáu á hình như nó bị ai chơi bùa chơi ngã gì nó rồi đó, bởi vậy nó bị vậy đó nghe. Nếu mà thím Sáu tin tưởng con á thì một hồi nữa thím Sáu ra chợ, thím Sáu mua cho con mâm đồ cúng với lại cái đầu heo đi, con về con cúng cho, con cúng là nó hết bệnh liền á, thím Sáu tin không? Mặc dầu bà nội của bạn không hề biết ức giáp gì hết, không hề biết cái chuyện xung đột gì cả nha, tuy nhiên giống như là ai xui ai khiến gì đó, bà nội không hề tin những cái lời nói của bà Tư Liên này. Kiểu như bà nội chỉ nghĩ là cái con nhỏ này hồi đó giờ nó làm thầy làm bà, tự nhiên nó qua đây nó bài cho mình cúng ba cái đó, nhiều khi á nó muốn hại con dâu của mình rồi sao, cúng tầm bậy tầm bạ đây nữa, nó quật con dâu mình nó chết nữa đó. Bởi vậy thôi thôi không có làm, tôi không làm đâu, đây coi về đi chứ tao thấy cũng không có cần thiết.
Nghe bà nội từ chối thì cái bà Tư Liên này bà cũng đi về. Bà về bà hẩm hực lắm nghe, kiểu như là bà không có đạt được mục đích của bà gì đó. Thì chính vì không cúng kiến gì hết cho nên cái bệnh tình của mẹ bạn ngày càng nó trở nặng nữa, chứ đâu phải là sống vậy rồi cái là thôi đâu. Mà một khi căn bệnh này nó nặng gấp đôi lên rồi, cái thời gian chết của mẹ bạn nó còn nhanh hơn nữa. Bởi vậy chưa đầy 2 tuần nữa thì mẹ của bạn lại một lần nữa tắt thở. Mà lần này là tắt thở thiệt nha, người cứng ngắc cứng đơ luôn, y chang như là một cái người mà mất từ hồi nào vậy đó. Nói thiệt là khi đó ai cũng ráng chờ, ráng đợi thử coi mẹ của bạn còn sống một lần nào nữa hay không. Nhưng đâu thể nào sống lại được nữa đâu, buồn dữ lắm, đau dữ lắm. Tới bây giờ bạn nhớ là bạn thấy thương mẹ của bạn. Bạn nói hồi cái lúc mà mẹ của bạn bị mù bị đuôi đó, đưa cho cái bà dì nuôi bạn. Vài tháng sau cái bà dì bà nói chị, con của chị nè. Mẹ của bạn khóc luôn, mẹ nói trời ơi con của chế đây hả, con của chế lớn mức độ này đó hả, tại vì mẹ bạn mù mà, đâu có còn thấy được hình hài của bạn nữa đâu. Cho nên cuối cùng cái đoạn thời gian bạn sống gần mẹ của bạn á, chỉ vỏn vẹn trong vòng có mấy tháng đầu đời thôi hả, tới bây giờ đâu thấy mặt mẹ nữa. Quay trở lại cái chuyện của mẹ bạn, sau khi mẹ của bạn chết thì mọi chuyện nó càng ghê càng phức tạp hơn nữa. Chuyện là sau khi làm đám ma chôn cất đàng hoàng cho mẹ bạn xong á, thì cái người đầu tiên gặp vong hồn của mẹ bạn trong mơ không ai khác chính là cái bà dì ba của bạn. Cái bữa đó dì ba đang ngủ vậy nè, thì thiểu á, dì ba mới thấy rõ ràng mẹ của bạn đứng trước mặt của bả luôn. Tự nhiên song song từ ngoài cửa mở cánh cửa ra hé hé vậy nè, bước thẳng vô mùng của bả đứng đó nói chuyện với bả luôn. Mà kiểu như khi đó cái hồn của dì ba là còn hồn khôn nha, cho nên bả biết rằng á, cái bà chị này của mình á, bả chết rồi mà, sao bữa nay bả về vậy trời, kỳ vậy. Bởi vậy á, cái bà dì ba bả nói với mẹ của bạn vậy nè, ủa chị hai, sao mà tự nhiên chị về vậy, chị chết rồi mà, sao chị không đi đi. Dì ba vừa nói xong cái mẹ của bạn nói rõ ràng một câu vậy đây nè, mày có biết tại sao mà chị hai phải chết đau chết đớn vậy không Phụng? Tao cứ tưởng đâu tao bị bệnh không à, nhưng mà mày đâu có biết, cái con quỷ con Tư Liên á, nó xài bùa xài ngải nó hại tao, tại vì á nó mê anh hai mày, tao đâu có hay đâu. Tới cái ngày mà tao chết rồi á thì tao mới biết chính tay của nó đã hại tao rồi. Bây giờ tao bỏ lại con của tao nheo nhóc vậy đó, rồi ai nuôi, tao thù nó lắm. Bây giờ mày đừng có cản tao, tao về á tao bẻ cổ tao dặn họng nó, tao nhấn nó xuống nước cho nó chết tao mới vừa lòng hả dạ tao mới đi được. Mà không hiểu sao nha, trong giấc mơ đó nhưng mà dì ba bà vẫn mở miệng bà khuyên mẹ của bạn. Bà nói trời ơi chị ơi, nếu như mà cái bà Tư Liên đó bà có hại chị đó thì trời cao có mắt, trước sau vậy á ông trời cũng hại bà lại hà. Chị chết rồi á thì chị yên tâm chị đi đi, ở đây á tụi em lo cho con chị chứ đâu có cái gì đâu mà chị phải lo. Nếu bây giờ á mà chị trả thù bà đó là nghiệp chồng thêm nghiệp, chị không có đi đầu thai được đâu, chị nghe lời em đi, giờ lên chùa tu tập đi. Nghe vậy xong cái mẹ của bạn mới gật đầu liền, bà ừ ha vậy thôi tao lên chùa nghe mày. Chùa ở đâu, để tao qua chùa nè. Dì ba bà mới chỉ, ủa cái chùa gần nhà mình nè, sao bà không đi đi, lên trển đi rồi nghe người ta đọc kinh đọc chú cho nghe rồi cái dễ đi đầu thai hơn, chứ bây giờ bà trả thù bà được cái gì đâu. Mẹ của bà cũng gật đầu ừ để tao đi liền ha, tao qua chùa tao đọc kinh nghe mày. Dì ba nói ừ chị đi đi. Ê mà có xe đi không, giờ để em kêu ông Tư Úi để ông chở chị đi ha, chịu không. Mà cái ông Tư đó nhà kế bên nhà của bạn luôn, mỗi ngày cứ hễ mà đi đâu đó là sẽ nhờ ông chở xe ôm mà đi. Chắc vì như vậy đó mà nó hình thành một cái thói quen trong giấc mơ, buộc miệng dì ba bà nói ra những câu này. Nhưng mà rõ ràng trong mơ á, dì ba thấy là mẹ của bạn không có đi xe ôm, bà đi bộ, bà vô tới trong chùa luôn nha. Rồi cái giấc mơ này nó kết thúc ở đó. Cho tới qua sáng ngày hôm sau, không biết là trùng hợp hay là một cái chuyện ngẫu nhiên gì đó, mà cái ông Tư chạy xe ôm nhà kế bên á, ổng bị tai nạn. Xe gì đó tông ổng đó không biết nữa, thập tử nhất sinh luôn, thiếu điều ổng muốn gần chết luôn vậy đó. Mà không biết tại phải là cái giấc mơ hồi tối đêm qua, mẹ của bạn á, đã có gian ổng hay không. Trời ơi, sau cái giấc mơ đó, rồi cộng thêm cái chuyện ông Tư xe ôm, ổng mới vừa bị té xe nữa, không biết có liên quan gì tới cái giấc mơ hồi tối hay không. Nhưng mà một cái điều mà dì ba khẳng định chắc nịch chính là mẹ của bạn phải nói rất là linh đây nè. Bà về bà nói được câu đó đó thì bà chưa có chịu đi đâu. Dì ba mới kể lại câu chuyện này cho bà con chòm xóm người ta nghe. Ai người ta nghe người ta cũng nói mẹ của bạn á, con nhỏ này linh dữ lắm nè nghe. Ê, để tao chạy qua nhà của mày á, tao đốt nhang đó, tao cầu số thử có nó cho không. Thì trong số đó có một cái bà là bà Năm The, bà cũng mê số đề dữ lắm, có con nhỏ con gái tầm khoảng trạc tuổi của bạn vậy nè. Cái bà mới qua bà đốt nhang giùm cho mẹ của bạn. Bà đứng trước bàn thờ nè, bà mới giái. Bà nói Huệ ơi, mày chết mày có sống khôn thác thiên đó, thì tối nay mày về mày cho tao con số đi. Nếu mà ngày mai tao trúng, tao sẽ trích số tiền tao mua bánh cho con mày ăn, mày chịu không? Mày nhớ phù hộ cho tao nha. Cái bà đi ra ngoài. Về nhà chiều bữa đó bà mua con số, bà mua đại à, trúng thiệt luôn. Nhưng khi bà trúng á, bà muốn ôm cái số tiền này, bà không có muốn nhả ra. Bởi vì bà đâu có cho bạn tiền ăn bánh đâu. Nhưng bà không hề nghĩ cái chuyện này nó quan trọng nha. Bà ôm bà giữ cái số tiền đó rồi đó, thì không biết tại sao tự nhiên cái bà đổ bệnh. Bà đang đi đứng bình thường vậy nè, tự nhiên cái da của bà nó ngứa. Bà càng gãi thì nó càng nổi mụn nhọt lên. Mà cái mụn nhọt này á, nó rất là ngứa nha. Nó nổi nước lên, bắt đầu nó bể ra là nó rát. Nói chung những cái dấu hiệu này nó cũng na ná như là hồi của mẹ bạn chưa chết vậy đó. Bà mới sợ quá trời đi, chở lên trên bệnh viện nhà thương này nọ, người ta cũng đâu có tìm ra được bệnh, cũng cho thuốc sức lên nhưng mà nó không có hết. Rồi sau đó mới chở đi tới mấy cái ông thầy hốt thuốc nam, chở đi thầy bà rồi nhỏ luôn. Tới một cái người thầy này, người ta mới nói á, cô nhớ lại đi, cô có giái cô hứa với ai không, cô mắc cái lời giái đó, bây giờ cô bị người ta quở nè, cô nhớ đi.
Đúng thiệt, tới lúc đó thì bà mới nhớ lại cái lời giái của bà khi mà đứng trước bàn thờ của mẹ bạn, rằng nếu mà mẹ bạn cho bà trúng số á, thì bà sẽ cho bạn tiền bạn ăn bánh, mà bà không có cho. Thôi thì sợ quá, cầm một cái sắp tiền qua tới bên nhà của bạn, đốt nhang cho mẹ bạn một lần nữa, xin lỗi với mẹ của bạn, rồi sau đó cho bạn một số tiền thì bà tự nhiên hết bệnh. Đó là cái chuyện linh thiêng của mẹ bạn tiếp theo. Nhưng mà mọi chuyện nó vẫn chưa có dừng lại đó nữa. Sau khi mà cái sự việc này nó xảy ra đó, thì hình như là trong xóm nhà của bạn cũng ít có những cái chuyện tâm linh liên quan tới mẹ của bạn. Tuy nhiên, tầm khoảng đúng một năm sau, thì ở một cái nhà phía bên sông đó, cái nhà đó là nhà của cô Năm Thu. Nhà cô Năm Thu này, nhìn qua bờ sông bên đây á, chính là nhà của cái bà Tư Liên, nhà của bà Coi Bói á. Không biết làm sao mà tự nhiên đêm đó cái cô Năm Thu này, bà mới nằm thấy một cái giấc chiêm bao rất là lạ. Trong giấc chiêm bao, bà thấy mẹ của bạn còn sống, đi sần sẩn từ hướng nhà của bà ngoại đi thẳng tới trước cái cửa nhà của cái bà Tư Liên, bà Coi Bói đó, chống lạnh trước cửa nhà của bà vậy nè. Mẹ của bạn đứng đó không chửi không nói gì hết trơn á. Một hồi sau, cô Năm Thu này thấy rõ ràng mẹ của bạn hả cái họng ra, thì từ trong họng của mẹ bạn nó khè lửa y chang là một cái con rồng mà nó phun lửa đó mọi người. Mẹ của bạn bắt phun lửa làm sao mà phun á, cháy hết trơn nguyên cái nhà của bà Tư Liên này luôn. Nhà của bà kiểu như là cái nhà nửa tôn mà nửa lá đó, nó dần dần xung quanh vậy thôi à, bởi vậy rất là dễ bén lửa luôn. Chỉ thấy được nhiêu đó thôi, cái cô Năm Thu á, bà mới giật mình, bà thức dậy. Thức dậy rồi bà vẫn còn nhớ như in cái giấc mơ này luôn. Bởi vậy tới sáng đó, bà mới qua tới bên nhà của ngoại bạn, bà mới nói. Bà nói thím Sáu ơi, hồi tối con nằm chiêm bao á, con thấy ngoại á, nó về giống như là nó trả thù hay nó hại gì cái nhà của con Tư Liên á nghe. Mà con không biết là anh Tư Liên có làm gì nó buồn nó giận hay không, thì con nói vậy thôi cho thím Sáu biết, tại vì không phải tự nhiên mà con nói. Với lại thím biết sao không, con Huệ á, nguyên cái xóm này ai cũng biết nó linh thiêng rồi, con nghĩ nó chưa có đi đâu, nó còn cái quẩn khúc gì đó, thì con nói vậy á, cho thím Sáu nắm tình hình. Nghe thì nghe cho vui vậy thôi, chứ thiệt ra bà ngoại của bạn không có tin. Bà ngoại nói trời ơi, cái bữa đó đó, con ba nằm chiêm bao nó thấy con Huệ về, rồi cái nó mới kêu Huệ lên chùa tu đi. Con Huệ gật đầu lên chùa tu mà, giờ làm gì mà nó còn lẫn quẩn ở đây nữa. Thôi bay thấy vậy chắc là tại vì lâu quá bay không gặp nó bay mới thấy thôi, không có gì hết. Rồi cái mọi chuyện cũng qua đi, chưa đầy 1-2 tuần sau nữa là hầu như ai cũng quên đi giấc mơ đó, tại vì chỉ có cái cô Năm Thu với lại bà ngoại của bạn là biết giấc mơ thôi à. Cho tới thêm 2 tuần nữa là tầm khoảng đúng 1 tháng sau kể từ cái ngày mà cô Năm Thu thấy giấc mơ đó, cái chuyện này nó bắt đầu xảy ra y chang như cái giấc mơ của cô Năm Thu hồi tháng trước luôn. Tại vì không biết làm sao á, cái đứa con gái với cái thằng con trai ở trong nhà của cái bà Tư Liên á, tự nhiên hai đứa này nó cãi lộn với chồng với vợ của nó. Nói thêm vậy bả đó, thì thiệt ra cái bà Tư Liên này bả cũng không có còn trẻ gì đâu. Bả cũng có 2 đứa con rồi, đứa nào cũng có vợ có chồng sớm hết trơn á. Nhỏ gái thì có chồng ở rể đó, thằng con trai có vợ á, thì cái con nhỏ con dâu cũng ở đó luôn. Chính vì ở nhà vừa có dâu vừa có rể, rồi cái xích mích xảy ra chuyện này chuyện kia, mâu thuẫn dồn dập ngày này qua tháng nọ, cuối cùng nó bùng phát lên. Rồi cái hai chị em cãi lộn với nhau, thằng con rể cũng cãi lộn với con dâu luôn, không biết lý do tại sao. Mà trong khi đó đó, hai vợ chồng của nhỏ con gái cũng cãi lộn, rồi hai vợ chồng của thằng con trai cũng cãi lộn. Nói chung là tanh bành té bẻ tày quầy hết. Bởi vậy cái bữa đêm đó đó, nguyên nhà của bả nghe tiếng cãi lộn không, mà toàn là con cái của bả trong nhà cãi lộn không à. Do mấy đứa con của bà nó quậy, nó lộng quyền quá trời, bà không thể nào làm nổi. Bà cũng có kêu bà con chòm xóm người ta qua tiếp bà đó, nhưng mà đây cái chuyện riêng của nhà bà mà, người ta cũng đâu có can ngăn làm cái gì. Cho tới đỉnh điểm á, cái thằng con trai của bà nó tức quá đi, nó mới bưng một cái canh xăng chuẩn bị sẵn ở sau nhà đó, nó chế vòng vòng nhà, nó phóng quả đốt luôn nguyên cái nhà này luôn. Do là nằm trong giữa cái lòng của đám cháy, mà cái nhà này là cái nhà lợp lá nữa, nó bắt lửa rất là dễ luôn, nó phừng lên cái gì nè là ai cũng chết cháy trong cái nhà đó luôn. Đen thui lùi mà héo queo, bà cũng chết, mà những người con của bà cũng bỏ mạng ngay tại cái nhà đó. Khi mà cái ngọn lửa nó bùng lên rồi đó, thì bà con chòm xóm người ta mới xúm lại tới dập lửa, nhưng mà dập đâu có kịp, tại vì cái lửa nó cháy nhanh quá trời, cháy xăng mà. Cuối cùng là lụi tàn hết, không còn một cái gì luôn. Nói chung lúc này thì trong nhà của bạn vẫn không biết đây là cái sự trùng hợp hay là cái nghiệp quả mà cái bà Tư Liên này bà phải nhận khi mà bà đã rắp tâm, bà xài bùa xài ngải để mà hại vợ chồng cha mẹ của bạn. Bây giờ mẹ của bạn chết rồi, mẹ của bạn một phần nào đó đã về đây khiến cho bà không thể nào chạy ra khỏi cái nhà này, trong khi bà có thể chạy ra được đó, nhưng mà kiểu như là cái lửa nó cháy nhanh quá, làm cho cả nhà bà phải chết cháy trong cái nhà này luôn. Lúc mà chứng kiến cảnh tượng này thì cả nhà bạn cũng thừa biết cái bà Tư Liên này chính là cái người đã hại mẹ bạn chứ ai. Tại vì trong giấc mơ mẹ của bạn đã tố cáo với cái bà dì ba hết trơn rồi. Tuy nhiên mọi chuyện đã lỡ, người thì cũng đã chết rồi, có kiện tụng được cái gì đâu ba cái vấn đề tâm linh này mà. Thôi thì bây giờ thấy người ta nằm chết ở đó rồi, biết làm cái gì hơn bây giờ, nghiệp nó cũng đã trả được cái nghiệp rồi. Sau khi mà mọi chuyện qua đi, mặc dầu nó xảy ra từ cái năm bạn còn nhỏ xíu à, nhưng mà khi lớn lên bạn nghe ông bà nội, ông bà ngoại của bạn kể lại thì bạn vẫn còn rất ám ảnh cái câu chuyện này. Thiệt ra bạn rất nổi da gà khi bạn nhớ lại cái đám cháy đó, nhớ lại trong cái ngày mà mẹ của bạn mất á. Nói chung qua câu chuyện này thì bạn cũng hiểu ra được nhiều điều lắm. Bạn biết cái chuyện mà nghiệp quả luân hồi á, nó xảy ra ngay trước mắt à, không có lâu đâu. Giống như cái bà Tư Liên này nè, mới đó đó mà chết đó rồi. Kiểu như cái nghiệp đổ lên đầu bà nhanh quá,
Con cái trong nhà của bà đó, thằng rể thì bỏ con gái, con dâu thì bỏ con trai của bà, rồi mâu thuẫn xích mích vòng vòng mấy đứa con trong nhà. Cuối cùng nó phóng hỏa đốt giết bà trong nhà luôn. Thôi thì dù sao cái người ác cũng đã không còn nữa rồi, người ta cũng phải lãnh chịu cái hậu quả. Bạn cũng rất là mong, mong á là cái bà Tư Liên này khi mà bà đã đầu thai, bà chuyển thành một cái kiếp mới, bà sẽ sống tốt. Bà không có còn những cái quán niệm, không có còn những cái hận thù, những cái sự thù ác như lỡ kiếp này nữa. Còn riêng mẹ của bạn, bạn cũng rất là mong cho mẹ bạn mau chóng được siêu thoát, cũng đừng có thù hận gì ai nữa hết. Tại vì rất là sợ cái chuyện nghiệp nó chồng nghiệp. Bạn chỉ buồn, bạn đau một chuyện là tới lớn rồi, lâu lắm rồi bạn vẫn chưa có gặp lại mặt của mẹ bạn thôi. Bạn chỉ nhìn được cái tấm hình của mẹ bạn ở trên bàn thờ thôi đó, chứ đâu có được gần gũi mẹ của bạn nữa. Tới đây thì câu chuyện của bạn cũng đã hết rồi. Nhưng mà thiệt ra nha, bạn nói câu chuyện này nó còn nhiều chi tiết lắm. Tại vì bạn không có nhớ nhiều hết nổi thôi, cho nên là bạn chỉ kể lại những cái thứ căn bản thôi đó, mà nó còn như vậy đó mọi người. Thì mọi người nghĩ đi, nếu mà nó chi tiết á thì nó còn kinh khủng hơn tới mức nào nữa. Thôi thì bây giờ chúng ta cùng qua cái câu chuyện tiếp theo ha. Qua cái câu chuyện tiếp theo này á, thì Duy sẽ kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện liên quan tới mấy con mannequin người ta trưng ở trong những cái tiệm áo cưới, những cái shop bán đồ nhỏ đó. Mannequin thì nó quá quen thuộc với mọi người rồi đúng không? Đặc biệt là đối với lại những cái anh chị người ta làm chủ shop thời trang, những cái tiệm cho thuê trang phục cưới này nọ nè. Nói chung những cái chuyện tâm linh liên quan tới mannequin nó cũng đã quá nhiều rồi. Nhưng không phải cái con mannequin nào nó cũng có ma nhập vô nghe mọi người, không phải như vậy. Để mà một cái con mannequin nó có thần, có hồn ở trong cái người của nó đó, thì cũng phải có nhiều yếu tố dữ lắm. Mà đa số Duy nghe những câu chuyện này á, thì những con mannequin nó sẽ rất là ghê rợn, nó ăn cái này, ăn cái kia, nó phá phách trong cái tiệm của người ta. Nhưng mà cái câu chuyện này là một cái màu sắc hoàn toàn khác. Nó khác như thế nào á, thì mình cùng bắt đầu vô câu chuyện. Cái câu chuyện này được kể lại qua lời kể của một bạn nữ. Bạn này học về cái nghề trang điểm, cho nên nó là những cái dụng cụ bạn đi học á, tiếp xúc rất là nhiều với lại những cái đầu tượng. Những cái tượng này người ta hay gọi là những cái đầu Ken đó mọi người. Những cái đầu đó thường á, nó sẽ có tóc luôn, tóc y chang người thiệt của mình, thì có thể là tóc thiệt hoặc là tóc giả. Người ta gọi là những cái đầu Ken, những cái mẫu cho học viên để mà có thể thực hành cắt uống dưỡi nhựa mình ở các kiểu nè. Bạn có học thêm cái bộ môn là bạn được vẽ cái đầu tượng nữa. Nói chung ai học cái nghề này thì chắc chắn sẽ biết Duy đang nói cái gì. Khi bạn đi học thì bạn cũng học qua trường lớp nổi tiếng đàng hoàng nha. Trong những cái ngôi trường bạn từng học qua đó, thì đa số trường nào cũng sẽ có những cái buổi lễ để mà cúng những cái bức đầu tượng này. Giống như là làm cái gì cũng phải có thờ, có thiên á mọi người. Ở đâu cũng có tổ hết trơn á. Thì những cái bức tượng này á, người Việt Nam mình lâu lâu á, mình cũng xem nó giống như có thần vậy đó. Cho nên là người ta cũng phải cúng để mà cái việc học hành được suôn sẻ hơn, không có bị quấy phá. Nói chung trong suốt quá trình bạn học thì bạn cũng không có thấy gì lạ hết, đâu thấy ma quỷ gì. Chỉ là bạn nhìn ba cái bức đầu tượng này á, bạn hơi sợ sợ thôi. Tuy nhiên, cái lúc đi học bạn cũng được nghe rất là nhiều bạn học viên kể lại cho bạn nghe kha khá một số những câu chuyện liên quan tới những cái con mannequin này. Điển hình á, là có một cái cô bé đó cũng học chung với bạn luôn. Bé đó mới nói là hồi trước á, bé có đi làm thêm ở trong một cái studio cho thuê áo cưới. Thì cái tiệm áo cưới nào cũng vậy, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những con mannequin để mình mặc đồ vô cho nó, cho khách người ta nhìn vô. Khi mình trưng mannequin lên chắc chắn mình sẽ phải chọn đại một cái bộ áo cưới nào đẹp đại diện cho cái bộ sưu tập đó, mình mặc vô cái con mannequin này. Cứ hễ mỗi lần mà cái cô bé đó mở cửa, mở ca đó ha, thì sẽ thấy là một cái bộ áo cưới treo trong tủ, nó rớt xuống cái bịch gì nè. Lần đầu nó rớt á thì cứ thấy bình thường, nhưng cứ mở cửa lần hai, lần thứ ba, ngày nào nó cũng rớt y chang một cái bộ đồ cưới đó, thì nó mới thấy lạ quá đi. Nó mới nói với cái anh chủ tiệm, nó nói ủa anh ơi, cái bộ đồ này em nhớ là em treo trong tủ chắc lắm mà, sao mỗi lần em mở cửa ra đó ha thì cái áo này nè nó sẽ bị rớt xuống đất, em biết tại sao nữa. Nó mới vừa nói câu đó xong thì cái anh chủ tiệm mới nói, em lột giùm anh cái bộ đồ trên con mannequin này ra đi, rồi cái em mặc cái bộ đồ này vô giùm cho anh. Có nghĩa là cái anh đó ảnh muốn cái cô bé này thay cái bộ đồ rớt xuống cho con mannequin này nó mặc vô. Cái cô bé này mới thắc mắc, nó ủa anh sao kỳ vậy, tự nhiên sao thay cái bộ đồ này cho nó vậy. Cái ảnh mới nói, anh kêu sao thì em cứ làm vậy đi, em mặc cái bộ đồ cưới đó vô cho con mannequin này. Mặc dù xong rồi thì mọi chuyện cũng bình thường thôi. Nhưng qua tới sáng ngày hôm sau, khi cái bạn nữ này mở ca sáng đó, không còn thấy cái bộ áo cưới nào rớt nữa. Tới lúc đó cái anh chủ tiệm này anh mới nói, em biết lý do tại sao mà ngày hôm qua anh kêu em lấy cái bộ đồ cưới đó mặc vô trong người con mannequin này không? Là tại vì á, nó có thần, nó biết chọn cái bộ đồ cưới này nó mặc vô đó. Không phải tự nhiên mà cái áo cưới nó rớt xuống ngoài đâu, nó muốn mặc cái áo đó, cho nên anh mới kêu với em á, là em thay cho nó đi. Tới cái anh chủ tiệm mà anh còn nói vậy đó mọi người, thì mọi người nghĩ cái trường hợp này có hay không? Đó chỉ là một cái câu chuyện ngắn của một cái bạn học viên học chung với bạn kể lại thôi. Còn đây là cái chuyện do cái người thầy dạy make up trang điểm cho bạn á, thầy kể lại luôn nè. Thầy kể với bạn, hồi vài năm trước thì hai vợ chồng của thầy có mở một cái tiệm bán vải, bán những cái sắp vải gì nè, rồi có may đồ, may áo sơ mi công sở giùm cho người ta luôn. Bởi vậy trong cái tiệm này lúc nào cũng trưng bày vải dốc nhiều dữ lắm. Rồi khi mà ra thành phẩm đó, phải mua những con mannequin về đó mà trưng bày. Trong cái tiệm này có được một cái con mannequin thôi. Hồi đầu thì may đồ bình thường, đâu có cái gì đâu.
Nhưng mà khi mở cái tiệm được khoảng thời gian á, đêm nào ngủ lại cái tiệm này á, thì cái bà cô, chính là vợ của ông thầy đó, lúc nào bà cũng nghe cái tiếng rột rẹt, giống như có ai phá phách gì ba cái sắp giải treo trước cửa trơn á. Mới đầu thì bà với ông cứ tưởng đó là chuột không ha. Nhưng mà nhà mình hồi đó giờ không hề có chuột, để ba cái miếng dán chuột này nọ đâu có dính con nào. Vậy mà đêm nào cũng nghe cái tiếng đó trơn á. Thấy tức quá trời rồi. Tới sáng bà ra bà kiểm tra thì bà mới thấy là những cái sắp giải của bà nó bị cắn xé nhỏ nhỏ đây nè, y chang cái dấu của chuột cắn luôn. Mà kiếm hoài đâu có cái dấu vết gì của con chuột. Thôi thì ổng bà mới mua camera để bà gắn trong nhà. Tại vì có những ngày ổng bà không ngủ ở đó, về nhà của mình chứ ổng ngủ lại tiệm. Kiểm tra đó thì vợ chồng mới táo quả phát hiện ra cái con mannequin á nó đi được luôn. Nó di chuyển y chang một cái con người. Nó đi tới những cái sắp giải treo gần gần của nó đó, nó xé ra nó cắn nó ăn luôn. Đúng thiệt, tới buổi sáng hai vợ chồng mở cửa ra đó thì thấy những cái miếng vải của mình nó đã bị cắn rồi, có dấu răng đàng hoàng. Mà trong khi con mannequin này nè, nó vẫn đứng yên ở cái vị trí đó luôn nha. Không biết là cái đoạn clip này có được công khai hay không, nhưng mà cái người thầy của bạn nói sau cái vụ đó là ổng bả sợ, dẹp tiệm luôn, không có kinh doanh cái mặt hàng vải dốc này nữa, vẫn tiếp tục cái công chuyện của mình đó là đi dạy make up giùm cho học viên. Còn đây là cái câu chuyện của bạn. Sau khi bạn hoàn thành xong cái khóa học này thì bạn có về nhà, bạn tự kinh doanh riêng, mở ra cho mình một cái shop cho thuê đồ cưới này nọ. Thì khi cho người ta thuê đồ cưới, bắt buộc bạn phải mua những con mannequin đem về shop của mình để mà trưng. Khi đó mới có chuyện. Cái ngày mà sau khi bạn set up cái cửa hàng của bạn xong rồi đó, bắt buộc bạn phải vô trong cái tiệm chuyên bán mannequin bạn lựa bạn mua. Có rất là nhiều mẫu mannequin, từ loại truyền thống cho tới hiện đại, mẫu nào cũng có hết trơn. Có loại thì có mặt mũi, có loại thì không có mặt mũi gì hết á. Bạn lựa cả buổi trời bạn không thấy con nào ưng ý hết trơn. Cho tới khi bạn vô cái chỗ hơi khuất một xíu á, thì bạn thấy đúng y bon một cái con. Bạn nhìn là bạn hợp gu liền luôn á. Tại vì nó có mặt mũi đàng hoàng, nhìn tươi tắn cực kỳ, nhìn là không có cảm giác sợ sệt gì hết trơn á. Thôi thì bạn chốt, bạn mua con đó bạn đem về nhà bạn trưng. Nói chung khi bạn mang con mannequin này về, bạn ướm thử cái áo cưới lên thì mặc rất là đẹp, nhìn trưng bày nha, cái tiệm của bạn nó sang cực kỳ. Rồi thêm một cái nữa là bạn mở tiệm ra, khách khứa đông ầm ầm luôn đó, người ta vô chụp hình cưới rồi làm này làm nọ quá trời. Bạn rất là mừng, bạn nghĩ ừ, chắc là nhờ con mannequin này nè mà cửa hàng của mình mới mở mà nó phất lên vậy đó. Nhưng cái người thầy mà dạy trang điểm cho bạn á, là cái thầy mà mới kể câu chuyện hồi nãy á, thầy mới dặn á, sao thì sao, cái gì thì cái gì, nhưng mà khi con kinh doanh buôn bán ban ngày đó, trước khi mà con đóng cửa tiệm con ra về, con nhớ kiếm cái khăn á, con trùm cái đầu của con mannequin lại nghe con. Bạn nghe thì bạn cũng dạ thôi, nhưng mà cái tính của bạn nó cũng lười lắm, với lại công chuyện của bạn nhiều quá mà, đôi lúc bạn đâu có nhớ tới cái chuyện là bạn phải trùm cái khăn lên đầu con mannequin đâu. Thành ra đa số á, bạn đóng cửa là bạn về nhà luôn à, thôi để đại. Vậy đó, mà đâu có cái gì được bền lâu đâu. Được con tháng hà, tự nhiên cái tiệm của bạn kinh doanh nó giảm sút rõ rệt luôn. Không có ai tới chụp hình cưới mà cũng không có ai liên hệ trơn. Cho dù là có đi cũng rất là ít. Thí dụ như mà khách người ta có đặt lịch hẹn với bạn đi, tới ngày đó là vợ chồng ta không tới, rồi người ta đặt cọc trước cho bạn luôn, cuối cùng là người ta cũng đâu có tới đâu, người ta bỏ tiền cọc, giống như người ta sợ cái tiệm của bạn vậy đó. Rồi những người khách mới khách quen ta dời qua cái tiệm khác ta làm hết trơn à. Hồi đầu thì bạn cứ nghĩ ừ chắc bình thường thôi, đâu có ai mà kinh doanh buôn bán phất lên hoài, cũng phải có lúc này lúc kia chứ. Nhưng cái tình trạng này nó kéo dài hoài, ế ẩm hoài thì đâu có cái doanh thu gì đâu mà phải duy trì cái chỗ này chứ. Bạn nghĩ chết rồi, không im rồi, có khi nào mình bị phá không trời. Tự nhiên lúc đó bạn mới nhìn lại cái con mannequin này, bạn thấy cái mặt của nó không còn tươi nữa. Sao kỳ vậy? Hồi lúc bạn mua nó về á, cái mặt của nó lúc nào nó cũng hướng thẳng, nó nhìn thẳng ra cửa vậy nè. Còn bây giờ thì khác nha, giống như có ai cố tình bẻ cái đầu của nó chúi chúi xuống miếng vậy nè. Nó nhìn hơi cúi xuống mà cái mắt của nó buồn lắm, giống như cặp mắt của nó bị sụp mi xuống vậy đó. Nó thay đổi sắc mặt rõ rệt, mặt rất buồn rầu. Sau khi thấy tiệm mình ế ẩm rồi thêm cái sắc mặt con mannequin nữa thì thôi, bạn nghĩ tới cái chuyện mình bị người ta hại rồi, cái bạn mới đi coi thầy. Khi mà tới thầy bạn trình bày mọi chuyện, thầy mới nói con bị dính cái bùa lũ ban rồi nghe, nhưng mà thôi tôi không có nói cho con biết được ai đang hại con đâu, tại vì nói ra sợ cái thù ghét qua thù ghét lợi, cái hại qua hại lợi là không có nên. Bây giờ nếu muốn gỡ thì ngày mai mang trứng gà tới đây tôi gỡ cho. Bạn cũng đã biết rồi, bạn lấy thông tin rằng bạn bị dính bùa vậy thôi à, chứ bạn không muốn gỡ ở nhà của thầy này. Bạn cũng đi gỡ, nhưng bạn nhờ cái người anh họ của bạn ổng gỡ giùm, tại vì ổng cũng biết bùa ngải nữa. Ổng gỡ ra cho bạn nha, máu me trong trứng gà tùm lum hết trơn vậy đó. Sau khi gỡ được xong rồi thì cái tiệm của bạn bắt đầu có khách trở lại, người ta vô người ta mướn áo cưới quá trời nhiều luôn. Thì bạn nghĩ lúc này chắc là cái tiệm của bạn đã quay về cái thời hoàng kim rồi. Bạn nhìn lại cái sắc mặt con mannequin nó cũng bình thường luôn, nó không có chù ụ, nó không có sụ xuống nữa, nó ngẩng cái mặt của nó lên bình thường vậy nè. Nói chung cái tiệm của bạn duy trì được cái lượng khách ổn định trong suốt khoảng thời gian luôn, cho tới một ngày. Cái bữa hôm đó thì bạn có nhận một cái lịch là phải đi trang điểm cho cô dâu. Do là trang điểm cô dâu mà, bởi vậy bạn phải trang điểm cho người ta rất là khuya, rất là sớm, để sáng ngày mai người ta còn tiến hành cái lễ cưới nữa. Mà trong khi bạn thì đâu có ở Sài Gòn, cái nhà cô dâu ở Sài Gòn lận. Bởi vậy là bạn phải tranh thủ bạn đi từ trưa để mà dành thời gian lên tới Sài Gòn chuẩn bị các thứ khuya nay trang điểm cho cô dâu nữa.
Nhưng xui một cái, trước khi đi, tự nhiên bạn bị mất một số đồ lặt vặt trong cái chỗ của mình. Bạn kiếm hoài không thấy, mà trong khi những cái món đồ đó đó là phải lên tới trên Sài Gòn mua mới có. Cho nên bạn dời cái giờ khởi hành lại xíu, chắc tầm khoảng 1 giờ trưa bắt đầu bạn mới đi. Nhưng khi bạn chuẩn bị đi, xong hết trơn rồi đó, tự nhiên cái con mannequin trong tiệm của bạn á, giống như gió thổi hàng sau á, nó ngã một cái rầm xuống đất vậy nè. Con mannequin nó nặng vừa vậy mọi người, nó ngã xuống một cái, nó làm rớt đổ bể đồ hết trơn, mà bản thân của nó cũng bị bể nữa. Trước đó bạn đã dằn một cái cục đá ở dưới chân của con mannequin này rồi nha, vậy đó mà nó vẫn bị ngã, mà trong khi á, cái cửa tiệm bằng kiến, gió mái gì đâu. Tự nhiên nhìn cảnh tượng này là bạn thấy sợ liền, bạn nói chết cha rồi hay là có điềm, hay là thôi mình không đi mình quỷ kèo đi ta. Đang phân vân suy nghĩ á, thì bạn mới bước vô toilet. Bạn mới vừa bước vô thôi thì cái sợi dòng chuỗi có cái mặt hồ ly của bạn á, nó bị đứt ra, nó rớt từng hột xuống dưới sàn nhà vậy nè. Hên á là cái mặt hồ ly của bạn nó không bị bể. Nói chung đây chỉ là một cái dòng trang sức mà cũng hợp với cái sở thích của bạn nữa. Bạn rất là hạp đeo những cái dòng mà có cái mặt hồ ly. Chần chừ hoài luôn, nhưng mà bây giờ á, không lẽ mình quỷ kèo với cô dâu thì không được, mất uy tín sao? Thôi kệ đi, gom được nhiêu đồ thì gom, lên tới trển nó rồi cái trang điểm cho cô dâu. Sẵn tiện đường đi á, mình mang cái sợi dòng chuỗi này ra một cái tiệm á, cho người ta xỏ lại cái sợi chỉ giùm mình. Sau khi mà gửi cái sợi dòng nhờ người ta sửa xong rồi, bạn tiếp tục chạy xe mình ên bạn lên trên thành phố, chắc nhà bạn cũng gần. Bạn chạy được đoạn thôi, thì khi đó bạn cảm thấy là cái người của bạn nó cứ lân lân, nó buồn ngủ dữ lắm. Mọi người hiểu cảm giác mình chạy xe máy ngoài đường mình buồn ngủ mà, chịu không có nổi luôn. Bạn cứ nghe một cái tiếng nói trong đầu của bạn á, tấp vô lề đi, tấp vô lề lẹ đừng chạy nữa. Kiểu như người ta dặn bạn vậy đó. Cái bạn mở mắt ra, bạn bừng tỉnh dậy thì bạn thấy ngay trước mặt của bạn có cái ông đó. Ông cúp cái đầu xe của bạn vậy nè, có nghĩa là ổng muốn xi nhan ổng quẹo, nhưng mà ổng không có xi nhan, ổng quẹo bất ngờ, thành ra bạn mới tông thẳng trực diện vô ổng luôn. Chính vì như vậy mà bạn bị ngã cái xe. Ở dưới mặt đường thì toàn đá xanh lôi cho lởm chởm không. Cái xe nó kéo bạn một đoạn vậy nè, mà cái chân của bạn bị cái xe đè xuống, bạn nghĩ trong bụng chết rồi, chắc là gãy giò rồi. Nhưng hên, khi mà cái xe dừng lại hoàn toàn rồi thì bạn rút cái giò ra, chỉ trầy sơ sơ thôi, chứ không có bị gãy giò gì hết. Khi đó người ta mới đưa bạn vào bệnh viện, băng bó các thứ rồi, sơ cứu xong đó, bạn cũng điện bạn quỷ cô dâu luôn, chứ tình trạng bạn vậy rồi sao trang điểm được gì nữa, về nhà tịnh dưỡng đi, cô dâu cũng đồng ý. Khi bạn về tới cửa tiệm của bạn rồi á, thì bạn thấy con mannequin này nó thay đổi sắc mặt nữa. Cái mặt của nó lại sụ xuống, cái đầu lại gập xuống miếng vậy nè, mặt mày rất là buồn luôn kìa, như nó là một cái con người nó biến sắc vậy đó. Trước đó bạn đi á, bạn đã để nó đứng lại như bình thường rồi nha. Nhưng thôi, cái chuyện quan trọng trước mắt của bạn là bạn hỏi coi cái chỗ mà người ta làm là cái giọng của bạn ta làm xong chưa. Bạn mới vừa gọi cho người ta thì người ta nói chị ơi, em tính điện chị nè, cái dòng của chị hồi nãy nhỏ con của em á, nó tái mái tay chân làm sao làm rớt bể cái mặt của con hồ ly của chị rồi, mà cái dòng này chị mua ở đâu, em mua em đền lại cho. Bạn tá quả luôn, bạn không biết gì hết, bạn nói trời đây là cái dòng phong thủy của tôi mà nó bể ngay cái lúc tôi mới vừa bị tai nạn xong. Đồng thời lúc đó những cái đứa nhân viên của bạn á nói chị ơi, em kiếm được cái đồ mà hồi sáng chị mất rồi nè, trong khi hồi sáng giờ bạn kiếm quá trời kiếm không thấy, nó rất là ngộ chuyện vậy đó. Nhưng thôi bây giờ bạn cũng không quan trọng gì nữa, bạn còn giữ lại cái mạng, bạn về tới nhà là bạn mừng rồi, kiểu như là bạn nhận thấy được có ai đã giúp đỡ bạn vậy đó. Đó là kiếp nạn thứ nhất của bạn ha. Một thời gian sau bạn lại gặp thêm một kiếp nạn thứ hai cũng tương tự vậy nữa. Bữa hôm đó bạn lại nhận một cái lịch đi trang điểm cho khách 4 giờ sáng trên Sài Gòn. Bởi vậy là sáng ngày hôm đó bạn cũng đã chuẩn bị các thứ để mà đêm nay sẽ trang điểm cho người ta. Đúng bon tầm khoảng 1 giờ trưa, cái con mannequin này nó lại rớt xuống đất y như lần trước nữa. Nó rớt một cái cành gì nè, bạn cũng dựng nó lên lại, bạn nghĩ chết mẹ rồi, có khi nào này là cái điềm nữa không? Tại vì lần trước nó rớt, mình cũng bị tai nạn. Nhưng thôi đã lỡ hứa với người ta rồi, vẫn phải đi. Thôi thì lần này mình chạy xe cẩn thận hơn. Bạn có chở thêm một cái bé nhân viên nữa. 7 giờ tối bạn bắt đầu xuất phát. Không hiểu sao bạn chạy tới cái đoạn đường mà Kinh Dương Dương với lại 3 tháng 2 đó. Cái đoạn đường đó xe nó đông cỡ nào. Bạn đang chạy gì nè, thì có một cái bà từ trong hẻm bà chạy ra. Bà không có nhìn đường xá gì hết trơn. Hai đứa thì cứ chạy tới gì nè, cũng tông bả y chang lần trước. Nhưng không ai bị gì, chỉ riêng mình anh bạn thôi. Cái xe nó kéo bạn một đoạn luôn, tại vì cái tốc độ của bạn chạy cũng khá là nhanh đó. Trời ơi, bạn té xong cái bạn lồm cồm ngồi dậy. Ai cũng nói nhỏ này nó té, nó kéo nguyên đoạn sang vậy đó, mà đứng lên đi bình thường à, kỳ tích vậy. Bé nhân viên của bạn nó không bị gì hết, nó chỉ lăn cù cù thôi hà. Hai chị em thì bị say sát nhẹ, còn cái áo mưa nó rách nát hết trơn, tại vì bữa đó là trời mưa. Thôi thì cũng tranh thủ tới chỗ nghỉ ngơi đi rồi sáng làm việc tiếp. Tới nơi rồi thì bạn mới phát hiện ra cái dòng hồ ly của bạn á đã bị mất trong lúc bạn bị tai nạn rồi. Đây là cái dòng bạn mới mua mới nha, tại vì cái dòng hồi đợt trước á, cái chỗ tiệm đó làm hư của bạn rồi. Thì tự nhiên lúc này bạn nghĩ chắc có thể là cái dòng đeo hình hồ ly này nó phù hộ cho bạn rồi đó, tại vì bạn hợp với hồ ly, đỡ cho bạn hai kiếp nạn luôn. Còn riêng con mannequin giống như nó cố tình làm ra một cái điềm báo cho bạn biết rằng bạn sắp sửa bị tai nạn vậy đó. Nói chung bạn cũng không thể nào lý giải được á, cái con mannequin hiện tại trong tiệm của bạn á, nó cứ thay đổi sắc mặt hoài à. Sau hai cái vụ tai nạn này á, thì cái mặt của nó cứ buồn hoài luôn. Thấy như vậy thì bạn quyết định mua thêm một con nữa, tại vì mình làm cái nghề này thì bắt buộc phải có mannequin rồi. Bạn với đứa bạn nữa, hai đứa mới vô cái tiệm lựa, cũng ưng ý một con dữ lắm luôn, mua thêm con đem về trưng. Ngay trong ngày đầu tiên luôn, bạn nằm chiêm bao, bạn thấy con mannequin mới á, nó đứng kế bên cái chỗ của bạn ngủ, nó mới kêu gì nè.
Chị Hương ơi chị Hương, chị mở cửa ở đây, ở ngoài trước cửa có khách kêu chị kìa. Nó đứng nó nói rõ ràng con mannequin nha. Bạn giật mình bạn thức dậy á thì cái điện thoại của bạn rơi liền luôn. Nó chị ơi mở cửa đây tụi em tới coi mẫu áo cưới. Đúng thiệt có khách tới kiếm bạn. Còn những cái chuyện khác, điển hình như là cái lúc bạn mua hai con mannequin này về rồi đó nha. Có cái lần đó thì trong cái tiệm của bạn á bị mất nước. Tối tối bạn ra bạn mở bạn kiểm tra thì không có nước luôn. Thành ra bạn mở cái giỏ nước ra mà bạn quên đóng lại. Khi bạn ngủ trong cái tiệm này rồi, tầm khoảng 3-4 giờ sáng á, bạn cứ nghe ai kêu tên của bạn liên tục. Hương ơi, Hương, dậy Hương ơi, Hương ơi Hương. Cứ kêu hoài. Bạn mở mắt ra thì bạn thấy cái tiệm của mình á, lên láng toàn là nước không luôn. Nó lên xem xét gì nè. Bạn nó chết cha rồi, hồi nãy mở nước mà quên khóa lại. Trời ơi, bạn nhìn lại hả ba cái ổ điện á, nước nó tràn nó ngang tới nửa ổ điện luôn rồi. Điện nó xẹt 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 gì nè. Bạn nói nếu mà đêm nay bạn không hay ha, bạn nằm ngủ nước mà nó đụng tới cái giò của bạn, bạn cũng chết luôn ngay trong đêm rồi. Tới sáng là mang đi chôn rồi đó. Đó là lần thứ nhất ha. Cái lần thứ hai cũng liên quan tới cái vụ nước này nữa. Cái bữa hôm đó thì bạn không có ngủ trong tiệm, nhưng mà trước khi đóng cửa tiệm thì bạn có mở cái giò nước ra mà bạn không có đóng lại. Về tới nhà nằm ngủ rồi đó nha, mà ngủ không có yên. Cứ bồn chồn lo lắng hoài, cũng nghe ai kêu tên nữa, kêu Hương ơi Hương, Hương ồn, thức dậy. Tự nhiên cái bạn lo lắng, bạn mở camera trong cái tiệm ra coi thì bạn thấy sao mà nước á, nó xem xét vậy nè. Y chang lần trước nữa, nó ngập ngụa ba cái ổ điện luôn. Thành ra bạn lo lắng quá, bạn chạy qua tới bên tiệm, bạn định mở cửa ra. Nhưng khi bạn đứng một mình ở đó, bạn chuẩn bị cầm chìa khóa, bạn đưa vô cái ổ khóa đó, thì bạn nghe bên lỗ tai của bạn một câu nói vậy nè. Đừng có mở cửa ra, đừng mở cửa, lấy cái bọc á, bịt cái ổ khóa lại rồi cầm vô. Tới khi đó bạn mới sực nhớ lại, bạn nói trời ơi cái cửa của mình á, là bằng sắt không hà. Mà trong khi nước á, nó lên tới cái ổ điện rồi, nó sẽ rò rỉ điện. Cái người này mà không nhắc mình cầm cái bọc vô á, mình cầm vô cái cửa này là mình bị điện giật liền luôn. Chính vì như vậy mà bạn loay quay bạn tìm cái bọc, bạn cầm vô, nó khô ráo thì hên là bạn không bị điện giật. Bạn mở ra thì bạn thấy điện nó sẹt sẹt hoài luôn vậy nè. Thì đó chính là những cái lần giống như có ai đã từng mách bảo bạn, nhắc bạn những cái chuyện này chuyện kia xảy ra trong tiệm, chứ không có phải là nhát gì ghê gớm. Bạn nghĩ đó chính là hai con mannequin này nó đã về nó nhắc bạn đó. Thời gian sau thì chắc kinh doanh không có ổn, cho nên bạn cũng ngưng, bạn không còn kinh doanh tiệm áo cưới nữa. Bạn thanh lý lại hai cái con mannequin này. Lúc mà thanh lý thì bạn cũng buồn lắm. Nó giống như là những cái người bạn trong tiệm của mình, với lại nó cũng thường xuyên nhắc cho bạn biết những cái chuyện này chuyện kia. Thành ra bạn cũng không có sợ gì mấy, bạn chỉ tiếc, bạn thương, bạn buồn thôi. Cho tới khi mà bạn kể câu chuyện này ra được khoảng thời gian sau, bạn mới nói lại á, cái lần gần đây nhất nè, bán cái con mannequin rồi đó nha, nhưng bạn vẫn nằm chiêm bao thấy hai con mannequin đó về. Cái mặt không có còn dễ thương như là cái lúc Trương ở trong tiệm đâu. Nó về mà cái mặt của nó giận dữ lắm luôn. Con mắt sóc ngược lên vậy nè, mà cái da của nó đen thùi lùi à, xung quanh của nó cũng là khói đen luôn. Nó đứng nó nhìn bạn một hồi vậy đó, rồi cái bạn thức dậy. Thì khi đó bạn cũng không biết là nó về nó có báo cho bạn biết cái điểm xấu vậy không, hay là nó có hại gì bạn hay không thì bạn không biết nữa nha. Chỉ là bạn thấy trong mơ vậy thôi à, bạn cũng khá là lo lắng. Bởi vậy khi đó bạn nghĩ chắc có thể á, những con mannequin này á, nó đã theo cái thế lực xấu rồi. Tại vì có nhiều con mannequin, không hẳn nó chỉ là những cái bức tượng không đâu. Ở bên trong nó có những cái linh hồn trú ngụ vô mà mình không có biết. Nó na ná như là Kumanthon vậy đó. Và cái câu chuyện của bạn nó cũng đã kết thúc ở đây.